bánh tráng mì Nhất nha các bạn. Đó, bánh tráng mì Nhất của gian hàng thuộc cô Ba là cực kỳ ngon, tại vì luôn luôn đặt là làm là củ mì tươi hết các bạn, làm mới hết cho nên nó ngon lắm, chứ không phải là từ bột mì để mấy máy nghề đâu các bạn. Đó thì cũng sương sương thôi, nhưng mà người nhà có gì ăn nấy à. Đó, à, nhà em là sáng nay là ăn sáng bằng những cái món này nha các bạn. Đó đó, cá cơm vô sao cuốn lại ngon lắm các bạn, cuốn lại rồi cái mình chấm với cái này đó, hoa quẹt các bạn. Hẹn cô chú anh chị nha. Bánh mì Nhất nó dẻo nó dai đúng không, nhai hơi lâu.